chúc mừng hạnh phúc cho nam chú rể Tơ và cô dâu Hoàng Anh trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay thời khắc này, lễ ly hôn chuẩn bị được trang trọng diễn ra. Kính mời toàn thể quý vị quý phụ huynh trên mặt đại tràng tại gia đình để chúc mừng chúc mừng cho hai bên gia đình, chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể trong ngày lễ ly hôn trọng đại. Xin được cảm ơn và đồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị khách quý. Chị Vân này, em nước qua mặc quần cháu về. Nó buồn ngủ đi. Rồi ok. Thôi, ngủ lại cháu. Đất đi ạ. Đấy, đẹp chưa? Ừ. Nhanh nhẹ lên là cả lứa nhá. Ok, tiếp. Ừ, nhớ xếp lại cùng dùng. Có vẻ hay. Thế nhưng mà thôi kệ kìa. Mẹ đưa bên cạnh bà bên cạnh cố. Cô cái nằm đứng xoay như là chính thì cứ cho vào mà đứng như thế đẹp. Để cô dâu cho vào với nhau. Con ơi, cả nhà nhìn cháu nha, cháu chụp nào, hai ba nào, đến nữa nào. Ok, tiếp. Thưa quý vị thân mến, và bây giờ phút này tất cả chúng ta đứng ra phía ngoài cửa hoa tại gia đình của chúng tôi sẽ cùng nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của hai bên gia đình thông gia, và hãy cùng nồng nhiệt chào mừng cô dâu Hoàng Anh và chú rể Phương Long. Thưa quý vị thân mến, để cùng chúc mừng hạnh phúc cho lễ ly hôn và cả chú rể Tơ và cô dâu Hoàng Anh trong buổi chiều ngày hôm nay, các bạn đã tổ chức mời toàn thể quý vị khách quý, quý ông, quý bà, tôi và chú bác, các bạn đang biết tố của hai bên gia đình, chúng ta hãy cùng tiếp tục về cái không khí gia đình tôi để cùng chuẩn bị chứng kiến thời khắc hạnh phúc nhất. Chúc mừng cho cô dâu chú rể trong ngày lễ ly hôn. Xin cảm ơn và đồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị khách quý. Sắt loài vui.
hoa, mẹ hoa đấy.